Hải Dương, sau hơn một năm hiến đất, dân vẫn phải gửi xe, lội bộ về nhà. Đã nhiều tháng qua, người dân sinh sống ven tuyến đường Miếu Đông Ốc, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, bức xúc về việc dự án mở rộng tuyến đường này thi công chậm trễ, không thể đi lại. Trước đây, tuyến đường Miếu Đông Ốc là tuyến đường bê tông có chiều rộng từ 4 đến 5,5 m Sau khi được chính quyền địa phương vận động, người dân đã đồng thuận hiến đất để mở rộng tuyến đường. Tuy nhiên, đã hơn một năm sau khi các hộ dân hiến khoảng hơn 1.000 m2 đất cho đơn vị thi công, tuyến đường bị đào sới lên rồi để lại nguồn ngang gạch đá, đất cát khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn. Người dân phải xếp gạch, bắc gỗ để làm lối lên nhà, xe cộ thì phải gửi từ xa. Theo quy hoạch, tuyến đường được nâng cấp với chiều rộng 8,1m, lòng đường 7,5m, dự kiến đến tháng 7 năm 2023 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến giữa tháng 8, tuyến đường vẫn chỉ ở giai đoạn cào bóc mặt đường bê tông cũ, để lại phần mặt đường toàn cát và đất. Vật liệu xây dựng để ngổn ngang, nhiều nắp cống không được che chắn, tiềm mật nguy cơ mất an toàn. Trước vụ việc trên, tại các cuộc họp của địa phương hay các cuộc tiếp cử tri, người dân đã nhiều lần kiến nghị về việc nhanh chóng thực hiện thi công tuyến đường. Tuy nhiên, quá trình triển khai vướng nhiều khó khăn dẫn đến việc kế hoạch thi công không như ban đầu.